đời nhiều phiêu lưu mang theo khát vọng, tìm một không gian ấm êm, yêu thương nhau trong bình yên, nhưng sóng đời cuốn trôi. Tôi nghe nè anh Bình. Cô May hả? Thằng Minh nó bị rối loạn tiêu hóa, tối qua phải nhập viện. Cô cho tôi nghỉ giao hàng vài ngày nha. Trời đất, ở bệnh viện nào? Nhắn tin để tôi tới thăm nó. Cô bận bán hàng, cô khỏi tới. Mai mốt cháu bớt bớt rồi tôi sẽ lại đi giao hàng tiếp cho cô nha. Thôi anh đừng có lo, công việc ở tiệm á thì cứ để tôi lo cho. Ráng chăm sóc nó cho nó mau khỏi bệnh nghe chưa. Dạ, chào cô May, cảm ơn cô nhiều. Ơn nghĩa cái gì? Ừ. Tội nghiệp, gà trống nuôi con. Mẹ bé Minh thiệt tệ, đàn bà mà bỏ cả con để theo trai. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đâu rồi? Ba mẹ này con, mẹ. Có ba nè. Mẹ ơi. Có ba này con. Em hả? Con nó bị bệnh rồi. Bác sĩ nói là con bị ngộ độc thực phẩm. Rối loạn tiêu hóa. Nó ngủ mà cứ mớ không à. Nó cứ nhắc tới em hoài. Anh với con đang ở trong bệnh viện. Anh tự lo cho con đi. Đừng có gọi cho tôi nữa. Tôi không thể đến với con được đâu. Sau này tôi sẽ đi rất xa. Đến khi anh cần tôi cũng không thể về được. Nên anh hãy tự tập. Cứ coi như là tôi không còn trên đời này nữa. Vì anh thương con, nó cứ kêu em hoài, anh mới gọi em. Anh ký đơn ly hôn đi. Vì tôi sắp đi Mỹ sống rồi. Anh đừng có dùng con để níu kéo tôi nữa. Mình cần phải cứng rắn như vậy. Nếu mình còn về thăm con, có thể mình sẽ không ra đi được nữa. Nếu thương con thì mình không nỡ dứt bỏ. Mình cần phải ra đi để làm lại cuộc đời. Mình à, con hãy tập sống một cuộc sống mà không có mẹ nha con. Mẹ hứa,
Sau này mẹ sẽ về đây bù đắp và lo cho con một cuộc sống đàng hoàng hơn. Mẹ ra đi cũng chỉ vì điều này đó Minh à. Qua bển coi đi. Để lúc. Nè nè, cái gì đông vậy? Thì qua bển coi đi biết. Để lúc. Giờ lắm ngay. Mấy đứa này quậy hết sức à. Cái gì đây? Thiệt tình à. Đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Ừ, dạ chào thầy. Hai đứa bày trò phải không? Dạ. Hương yêu con á thầy. Hả? Cái gì? Đám cưới nhớ mời thầy nghe chưa? Hả? Nhớ đó. Thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Được rồi, đám cưới nhớ mời thầy nha. Dạ. Ký đơn ly hôn đi. Tôi để trong hộp tủ đó. Và đừng bao giờ đem con ra để níu kéo tôi nữa. Tôi chán phải sống cái cảnh nghèo với anh lắm rồi. Bây giờ bà sẽ ráng chăm lo cho con, bù cho phần của mẹ. Hai ba con mình
sẽ sống vui vẻ bên nhau. Sẽ thật vui vẻ con ạ. Ơi, bé Bông đấm bóp cho bà đã quá. Bây giờ để trai công cho bé Bông. Bà kể chuyện cho bé Bông nghe nha. Dạ. Rồi, câu chuyện bắt đầu. Ngày xưa, ở Dương quốc nọ, có một nàng công chúa rất xinh đẹp, y chang như là bé Bông vậy. Anh nè. Hả? Anh đi á, nhớ đừng có nhậu nhiều nha. Không có tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi bà xã. Em có để thuốc giải độc gan ở trong này nè. Khi nào mà lỡ uống rượu nhiều á, nhớ uống thuốc vô, để giải độc nghe không? Anh nhớ rồi. Vợ anh á, lúc nào cũng chu đáo nhất trên đời luôn. Còn mấy Bông nữa, quên nữa nè. Dạ. Khi mà ba đi công tác á, ở nhà con phải ngoan nghe không? Dạ. Rồi ăn nhiều nghe không? Dạ. Giỏi. Rồi nhớ nữa nè, là không được bệnh giống như hôm trước đó, để ba mẹ phải lo nghe không? Dạ, dạ con biết rồi. Vậy mới ngoan chứ. Nè, nghe ba dặn một điều nữa nè, là bé Bông phải ba đi công tác á thì xuống đây ngủ với mẹ, canh chừng mẹ, chăm sóc cho mẹ, được không? Dạ được. Ngoan quá, ngoan quá. Anh à. Anh đi ra đường giao thiệp rộng, lỡ có cám dỗ nào á, anh nhớ nghĩ tới vợ con mà vượt qua nha. Sao tự nhiên em lo lắng cho anh quá mức vậy? Em yên tâm đi, đối với anh á, vợ con lúc nào cũng là số một. À phải bé Bông. Dạ phải. Ba có chuyện tiếp nghe. Dạ. Rồi tiếp nghe. Hôm nay tòa án mời anh chị đến để giải quyết việc ly hôn theo yêu cầu của nguyên đơn là bà Lê. Anh Bình, anh có nhận được thông báo của tòa án gửi về việc bà Lê nộp đơn xin ly hôn không? Thưa tòa, tôi có nhận được thông báo và giấy triệu tập của tòa. Vậy anh có đồng tình ly hôn với bà Lê không? Anh có yêu cầu gì khác không? Thưa tòa, tôi đồng ý ly hôn với vợ tôi. À, tôi đồng ý ly hôn với bà Lê vì tôi với bà Lê không thể nào hàn gắn tình cảm với nhau được nữa. Chị Lê, chị có thay đổi yêu cầu gì khác không? Dạ không, tôi vẫn cương quyết ly hôn với ông Bình. Nếu anh chị vẫn cương quyết đòi ly hôn thì đề nghị anh chị ký vô bản tờ khai này. Con sao? Hãy vì con mà suy nghĩ lại đi em. Chính vì con, vì tương lai của con mà tôi phải làm như vậy. Anh vẫn chưa hiểu sao? Chính vì anh là một người chồng, một người cha bất tài mà tôi phải ra đi như vậy. À Minh à. Dạ. Con bớt chưa? Dạ con đỡ rồi. Con muốn ăn gì? Ba nấu cho con ăn. Con chỉ muốn ăn cơm như mọi ngày thôi. Ừ.
Vậy con ngồi đây, ba đi nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Ủa? Chào hai cha con. Con đỡ đau bụng chưa? Dạ. Dạ con đỡ mệt rồi. Con cảm ơn cô May. Ừ. Cô May ngồi đi. Thôi được rồi. À, cô Minh đòi ăn cơm. Tôi định vô bếp nấu cơm cho cô Minh. Cô May ngồi chơi. Nó mới hết đau bụng mà ăn cơm cái gì. Tôi có mua thịt thăn để nấu cháo cho nó nè. Để tôi xuống tôi nấu nha. Dạ. Con ngồi đây nha. Ba xuống phụ cô nha. Dạ. Giỏi. Được rồi đó anh. Cô Minh bệnh vậy, mẹ nó có gì thăm không anh? À, tôi với cổ đã ký đơn ly hôn rồi. Sao anh quyết định nhanh vậy? Cô ta không thèm về thăm con. Hết tình hết nghĩa rồi. Lại còn thúc ép tôi ký đơn ly hôn nữa. Việc tội nghiệp cho cô Minh. Nó biết chưa? Tôi chưa nói với con chuyện ký đơn ly hôn. Nhưng mà thằng nhỏ nó giận mẹ nó lắm. Tội nghiệp. Còn nhỏ như vậy mà đã biết nuốt nỗi đau vô trong rồi. Nhìn nó cố giấu nỗi buồn mà tôi không sao cầm lòng được. Tội nghiệp quá. À, chút nữa cô ở lại ăn cơm với cha con tôi nha. Thôi, tôi qua chút xíu rồi về. Tôi còn phải về đón bé Bông nữa. Sinh ra để dành cho nhau không? Anh có muốn mình ở mãi bên cạnh nhau không anh? Anh có yêu em nhiều như em yêu anh không anh? Anh trả lời đi, trả lời em mới biết chứ. Em biết không? Anh muốn tận hưởng những giây phút ở bên em. Vì đó chính là những giây phút anh thăng hoa nhất, anh sung sướng nhất. Anh cảm ơn em vì điều đó. Gia đình tan vỡ chóng vánh và đơn giản như vậy thôi sao? Hạnh phúc sao khó giữ quá, mong manh quá. Gia đình mình rồi không biết sẽ ra sao. Liệu mình có đủ sức níu giữ tổ ấm cho con không? Vợ của anh gọi. Alo, anh nghe đây. Em hả? Anh hả? Ừ, anh đang tiếp đối tác nè. Ừ. Công việc anh sao rồi? Ừ, cũng thuận lợi lắm em. Chừng nào anh về? Ờ, chiều Chủ nhật anh về. Ừ. À, em nè. Tại vì anh đang nói chuyện với đối tác á, mà mình nói chuyện điện thoại kỳ lắm. Nghe. Vậy thôi anh cúp máy nghe. Ừ. Bye em. Vợ con gọi là tôm tướp à? Phải chấm dứt cái cảnh này mới được. Ừ. Làm gì mà nói chuyện lâu quá vậy? Em không móc anh không à? Giận anh luôn. Thôi mà đừng có giận anh nghe. Ừ. Ừ. Đừng giận nữa. Không.
Nghe nè Khôi đẹp trai. Sao? Em lên lớp học chưa? Chưa, em đang học bài nên chưa vô thăm lớp học được. Ừ, nè, học xong á, vô đi. Rồi có cái này hay lắm á. Ok. Vô rồi báo cho anh biết nha. Lãng mạn quá đi hai bạn. Chúc mừng tình yêu. Ước gì tôi cũng có tình yêu đẹp như hai bạn. Hương leader thiệt là hạnh phúc. Xin chúc mừng. Đây là đáp án tuyệt vời cho câu hỏi làm sao để tránh cô gái khác chen vào tình cảm của hai người. Hãy thể hiện tình yêu của mình cho mọi người thấy. Nếu anh nói với tất cả mọi người là anh yêu Hương một cách chân thành nhất thì làm gì có cô gái nào còn dám hy vọng nữa chứ. Tuyệt. Em cho qua. Anh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Chị thưởng cho anh đi. Cho anh điểm đi. Vô toilet gom đồ giùm em đi. Tuân lệnh. Xin lỗi anh nha. Hy vọng rằng nó sẽ đưa tụi mình lại gần bên nhau ha. Em ơi. Dạ. Bạn chạy nó đang em để đâu hết rồi? Em lấy rồi. Gần xong chưa em? Xong rồi. Ủa em đâu có đồ gì đâu mà kêu anh vô dọn vậy? Alo. Đúng rồi, tôi là Hương leader của diễn đàn lớp học tình yêu. Cái gì? Phỏng vấn hả? Dạ. Dạ được. Mà ở đâu anh? Dạ. Dạ rồi. Cái gì vậy em? Phỏng vấn gì vậy? Phóng viên báo gia đình và xã hội đó. Người ta nói lớp học tình yêu của mình là một mô hình rất là hay, nên họ muốn phỏng vấn để viết bài đó. Vậy hả? Ừ. Rồi, vậy là tụi mình sắp được lên báo rồi hả? Ê, lúc đó hả? Anh sẽ trả lời phỏng vấn thiệt là hay luôn. Thật là... Thôi đi, người ta mời em Thu Hương, người sáng lập, chứ không có mời anh Tuấn Khôi đâu ha. Đừng có mơ, quê sẻ. Ủa, anh tưởng mời cả hai? Mời có một mình em à. Kỳ vậy. Nhưng mà mời mình em, nhưng mà anh là người chở em tới, cũng như là mời anh thôi. Em tự đi được. Không, không được. Có Hương, người sáng lập, thì phải có Tuấn Khôi, người đồng hành chứ, đúng không? Họ không mời anh tới á, anh cũng sẽ tự tới nữa. Không thể bất công như vậy được. Với lại nếu anh không phải là học trò của em á, thì làm sao mở lớp học được. Nhưng mà chưa tính nha, cái lớp học tình yêu đó đó là nhờ anh mỗi ngày mà là nhắc nhở khuyên rằng anh mới mở được lớp học này mà. Công lớn là của anh chứ bộ. Kìa, có kìa. Không có ai dành công với anh đâu mà anh kể tùm lum tà la hết trơn vậy hả?
Được rồi, vậy chị cho Tuấn Khôi đi cùng, được chưa? Được. Ừ, mà em nói trước nha, tới đó mà phóng viên người ta không có phỏng vấn anh á thì đừng có quê à. Em yên tâm đi, anh tự biết cách làm cho người khác mà người ta phải chú ý anh, hiểu không? Em đừng có giành nổi tiếng một mình nha. Có Hương thì phải có Khôi, có Khôi á thì phải có Hương. Giống như là bánh mì với pate vậy á hả? Đúng rồi, anh là bánh mì nè, còn Hương á là pate. Thôi đi, thấy ghê quá à. Cho em chút tự do được không? Đi ghê không, cười tích mắt luôn. Thôi đi. Bé Bông ơi, ba về rồi nè. Ba về. Cô gái của ba, chào hai mẹ con. Anh mới đi về. Ừ. Thôi, vô nhà nghe. Dạ. Rồi, bé Bông kéo vali cho ba đi. Để cho mẹ, ta. Để cho mẹ. Okay. Đi mẹ cầm cho. Ừ, từ từ thôi. Anh. Ừ? Hôm qua sửa nhà xong cho ba má rồi, thanh toán tiền cho thợ xong, nhà cũng đẹp lắm, ba má vui quá trời luôn. Vậy là anh yên tâm rồi. Mong muốn của ba má đó là đi du lịch tới đất thổ của Phật, thứ hai là sửa nhà. Coi như là hai vợ chồng mình đã hoàn thành hai nhiệm vụ lớn rồi. Kể từ bây giờ không còn gì phải lo lắng nữa, đúng không? Em cũng mừng lắm. Chuyện đáng lẽ trước sau gì mình cũng phải làm. Bây giờ mình làm trước rồi mai mốt mình khỏi làm, ba má vui thì hai vợ chồng mình cũng vui anh ha. Mà chuyến công tác của anh sao rồi, kết quả tốt không? Tại vì chưa có kết quả tức thời, nhưng mà bên công ty anh với lại bên công ty đối tác á cũng đã tìm được điểm chung rồi. Khả năng hợp tác lâu dài rất là có triển vọng đấy em. Sao không ai nói chuyện với con hết vậy? Ừ? Bỏ con ngồi vậy á. Ôi mẹ xin lỗi con gái, bây giờ mẹ nhường ba lại cho con đó nha. Con gái cưng. Con gái ruột của ba giờ muốn ba kể chuyện gì cho nghe nè. Ăn thi đi. Ăn thi hả? Dạ, không kể chuyện gì hết, ăn thi luôn. Nhưng mà lần nào á con cũng thắng ba hết, bữa nay cho ba thắng lại con lần nghe. Ba không được ăn gian á nha, vẫn như luật cũ, ai ăn trước thì người đó thắng. Vậy hả? Dạ. Vậy thì cho ba bổ sung thêm một điều khoản được không? Dạ. Nghe nè, đó là phải nhai kỹ trước khi nuốt, không được nuốt trọng, hiểu không? Dạ chịu. Chịu phải không? Dạ. Vậy thì bắt đầu nghe, để ba ăn cơm. Ăn gian đâu. Ba không có ăn gian đâu. Rồi nha, bây giờ nghe. À, mẹ sẽ là trọng tài cho chúng ta, chịu không? Dạ chịu. Rồi, bắt đầu nghe. Nhìn lên, nhìn lên. Đây đây, mẹ phụ con cho. Rồi, hai, ba. Ăn, nuốt nhanh lên. Ba ơi. Con chim kìa. Đâu? Ăn lại đi. Há ra. Ăn trứng không? Gần hết rồi nè. Anh đi biển có lén phén với cô nào không đó? Trời đất ơi, thời gian thương thảo hợp hành còn không có, mệt muốn chết rồi đây nè, còn lén phén cái gì? Hôi quá, cái nào cũng hôi. Mày à, anh... Mày ơi, mày à. Trời ơi, Hưng ơi là Hưng. Mẹ em á, nó là bữa nào nhắc anh về cho mẹ em xem mặt đó. Bữa nào
đâu. Nhìn mặt anh cũng nhan lắm nè. Trời ơi, ngày em cứ chê anh hoài. Sẽ có chuyện vui đây. Anh Hưng sẽ thuộc về tôi. Thank you.
Vậy đi. Anh còn ngủ ngon lành như vậy được nữa hả? Anh thiệt là vô tâm. Mày à, em đi đâu vậy? Em không mang điện thoại theo, làm anh gọi không được. Mày à, anh định giải thích với em là... Anh đừng có nói dối nữa. Cái đó là anh mua cho em đó. Đừng nói dối nữa. Em đã biết quan hệ giữa anh và cô ta. Em cũng đã nói chuyện với Khánh, và cô ta cũng thừa nhận chuyện đó. Em cố bỏ qua và hy vọng anh sẽ dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng anh vẫn tiếp tục dối trá với em. Anh biến em thành một con ngốc với những câu nói dối của anh. Anh chọn đi, em hoặc cô ta. Nếu anh chọn cô ta, em sẽ ký đơn. Anh hãy trả lời cho em biết đi. Vợ con, gia đình, hay là cô ta? Nếu anh vẫn chưa thể quyết định vì sự lựa chọn đó, thì hai mẹ con tôi sẽ qua bên nhà dì Hương sống, để anh có thời gian suy nghĩ. Mày, anh xin em mà. Mày, em đừng có đi. Mày ơi, anh trót lỡ vào lưới tình của người ta rồi. Anh hứa là anh sẽ chấm dứt mà mày. Mày ơi, anh, em cho anh cơ hội đi. Anh hứa là anh sẽ chấm dứt mà. Mày, anh năn nỉ em mà mày. Mày à, nếu anh không chấm dứt mà để em phát hiện ra lần nữa thì sao? Mày, em sẽ không tha cho anh đâu. Buông em ra và đứng lên làm đàn ông thì đừng bao giờ quỳ dưới chân vợ. Em mà ngủ đi con. Sao mẹ khóc vậy mẹ? Mẹ đâu có khóc đâu. Ngủ đi con.
ngủ đi. Ngủ đi. Anh, sao em gọi anh không nghe máy? Trời đất ơi, sao em bỏ cô nợ ở trong vali của anh chứ? Vợ của anh nhìn thấy hết rồi. Khánh à, hay là tạm thời chúng ta được gặp nhau nữa. Nếu không thì gia đình của anh tan nát hết. Thì ra anh cũng chỉ coi tôi như là món đồ chơi thôi. Vợ con vẫn là trên hết đúng không? Vậy mà tôi lại dành hết tình cảm cho anh. Tôi thì là ngu ngốc mà. Khánh à, ý anh không phải là vậy. Anh nói tạm thời ở đây chỉ là tạm thời thôi. Tức là em cho anh thời gian để mà anh suy nghĩ nha. Anh à, anh đừng có bỏ em nha. Em không có muốn xa anh đâu. Coi em kìa. Thôi được rồi, em đừng có như vậy nữa. Nghe. Khánh à, em đừng có như vậy mà. Lỡ bây giờ có ai bước vô, người ta nhìn thấy người ta dị nghị. Nghe. Anh nói tạm thời ở đây á, có nghĩa là phải có thời gian để cho anh suy nghĩ. Nghe. Anh còn nghĩ cách nữa. Khánh, đừng có như vậy mà. Thôi em về đi. Nghe. Đi đi em. Nghe lời anh đi. Tìm một không gian.